Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một loại hoa mới, đó là hoa đỗ quyên Úc. Thực ra là hoa đỗ quyên thì cái loại hoa đỗ quyên thông thường ấy thì nó hình dạng nó không giống như thế này lắm, cánh nó sẽ dài hơn một chút. Tuy nhiên thì mình thấy cái hoa đỗ quyên Úc nó khá là đẹp, nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa này. Còn các bạn mà muốn làm hoa đỗ quyên thường thì các bạn có thể tham khảo nha. Cái cách làm thì nó cũng gần như tương tự, nhưng cái cách cắt cánh hoa thì nó hơi khác một chút. Với màu sắc của hoa đỗ quyên thường nó cũng khác hoa đỗ quyên này, hoa đỗ quyên Úc. Nên mình thấy thì nó, mình tìm hiểu thì nó là gọi là đỗ quyên Úc thôi. Tôi không biết là nó là loài đỗ quyên lai hay là quyên nào thì mình cũng không rõ lắm. Rồi tuy nhiên thì hoa nó khá là đẹp. Thì đây là cái lọ hoa mình đã làm mẫu. Ở hoa đỗ quyên Úc thì thường có 5 cánh và màu vàng thì khá là đẹp. Đây là phần lá của hoa đỗ quyên. Đây mình sẽ xôi cho các bạn thấy. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nguyên liệu, thì gồm một số nguyên liệu như sau. Thank you.
Vâng, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một bông hoa đỗ quyên rừng, à đỗ quyên Úc như thế này. Thì để làm được một cái hoa đỗ quyên thì nó sẽ có thành từng một chùm như thế này. Thì để làm được như vậy thì các bạn sẽ phải làm từ 5 đến 6 bông hoa như vậy. Sau đó thì các bạn sẽ ghép thành chùm như thế này nhá. Đây, mình để cho các bạn nhìn rõ này. Các bạn ghép 5 cái vào với nhau, sau đó thì các bạn ghép lá ở bên dưới nhá. Thì mình sẽ cắm thêm một bông hoa vào đây. Làm từ 5 đến 6 bông là chúng ta đã có được một cái hoa đỗ quyên rực đỗ quyên Úc như thế này, khá là đẹp đúng không ạ? Rồi, chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa đỗ quyên này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.